Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm mà giúp cho các chị em có thể loại bỏ được mỡ thừa, mỡ bụng, mỡ tay, vùng tay, mông, đùi rất là dễ dàng. Đó là sản phẩm kem tan mỡ cô bông. Và đối với tất cả các spa, các bạn sẽ không ngạc nhiên gì về cái sản phẩm kem tan mỡ cô bông, bởi vì hầu như các spa các bạn đều biết đến cái sản phẩm kem tan mỡ cô bông rồi. Đấy, spa các bạn thấy là bình thường mình đánh cho khách mình nên sử dụng những cái loại mà thứ nhất là nó hiệu quả và cái thứ hai nữa là nó an toàn. Cái thứ ba nữa là mình dùng mình phải có một cái gọi là cái độ êm. Đấy, cái độ êm đấy, mình dùng mình phải êm thôi, chứ còn đối với những cái loại mà nó quá là gắt, các bạn thấy là dùng nó quá là nóng, quá là gắt, quá là rát thì khách hàng người ta rất là khó chịu. Nên là sử dụng những cái loại này thì các bạn thấy là nó vừa phải thì nó sẽ giúp cho là da chúng ta nó không có bị quá là rát đó, không có quá là bị khó chịu đó, là dùng chúng ta cảm giác như là nó êm êm và dễ chịu thôi đó. Bình thường ví dụ như là các bạn có thể giảm một hộp như thế này, bình thường các bạn có thể giảm được ít nhất tầm 3 đến 4 cm nếu như các bạn kiên trì massage cho mình. Ngày chỉ cần các bạn chỉ cần 5 đến 10 phút, hoặc bạn nào có thời gian các bạn kéo lên cho mình 15 phút kết hợp với đánh vài động tác cơ bản, hoặc bạn nào kết hợp với tập thể dục thể thao thì là quá tốt luôn rồi. Các bạn có thể dùng kem tan mỡ này kết hợp dùng rất là nhanh, nhất là những chị em mà sau khi sinh. Đấy, sau khi sinh các mình biết rồi, mình hiểu rồi. Sau khi sinh, nhất là những bạn mà đã gọi là sinh mổ ấy mọi người, bụng rất là to. Đấy, mình sinh một bụng rất là to nên là sợ nhất là lúc mà nhìn thấy cái bụng mà như là sinh rồi mà như là chưa sinh, các bạn rất là sợ. Thì các bạn phải dùng cho mình một cái biện pháp gọi là đánh mỡ từ bên ngoài. Bên trong thì các bạn có thể dùng những loại ví dụ như những dược liệu nó giảm cân ở bên trong cũng được, hoặc là lợi sữa giảm cân ở bên trong, nhưng mà bên ngoài các bạn phải đánh như thế này thì nó mới nhanh được nha mọi người. Chứ còn lúc ví dụ bình thường cho con bú thì mình không khuyến khích các bạn sử dụng những cái loại giảm cân đâu. Đó, cho con bú có nhiều loại dùng cho các bạn là dùng cho con bú, nhưng mà mình không khuyến khích các bạn sử dụng trong thời gian cho con bú, nên là mình chỉ nên dùng những cái loại mà kem tan mỡ bên ngoài thôi. Nó sẽ giúp cho bạn loại bỏ mỡ thừa rất là tốt, bởi vì cái thời gian mà sau sinh các bạn thấy là mỡ nó đang còn rất là lỏng và dễ đào thải ra bên ngoài đó. Và lúc đấy là cái bụng của mình nó đang còn rất là kiểu như là nó bị nhão, bị sệ, bị nhăn nheo, thì mình sử dụng những loại mà kem tan mỡ như thế này, nó giúp cho cái vùng da nó sáng và nó săn hơn nha mọi người. Đấy, rất là tốt. Kem tan mỡ cô bông này thì cái này thì chắc là các bạn hầu như bạn nào cũng biết sử dụng rồi đó, và nó giúp cho bạn là công dụng là săn chắc thon gọn các vùng da, bụng, đùi, bắp, chân, tay, làm mờ thâm và mịn da nha mọi người đó. Sử dụng cái loại này thì mọi người thấy là sử dụng thì khách hàng người ta dùng người ta thấy là cái kem tan mỡ cô bông này nó đã được rất là nhiều người sử dụng rồi đó, nó hiệu quả vô cùng mọi người nhá, hiệu quả vô cùng đó. Sản phẩm thì có công ty rồi, là địa chỉ rõ ràng rồi đó, mọi người có thể sử dụng cho mình. Đấy, trên sản phẩm thì đây là có cái mẫu gọi là tem chống hàng giả luôn rồi nha mọi người. Sản phẩm kem tan mỡ cô bông thì để mà mua hàng chính hãng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298. Còn đây là mẫu mới nhất của kem tan mỡ cô bông nha mọi người đó. Nếu mà còn thắc mắc cho sản phẩm kem tan mỡ cô bông, các bạn cứ liên hệ với mình nhá. Zalo, Facebook là Nguyễn Loan 0985 38298. Ok, xin chào mọi người.